Hiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối ngày hôm nay 19 tháng 11 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường để cùng tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày hôm nay 19 tháng 11. Và vị khách mời quen thuộc ngày hôm nay xin mời quý vị được gặp gỡ ông Bùi Phước Hội là trưởng phòng phân tích và đầu tư công ty chứng khoán ORS. Đầu tiên xin được gửi lời chào anh Hội và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, xin chào chị Phiên. Vâng. Thế anh thì diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm nay thì cả hai sàn đều đỏ và cả hai chỉ số đều giảm. À, đặc biệt thì VN Index cũng đi về đâu đó gần cái mốc 600 điểm rồi. Như vậy thì diễn biến này có đáng ngại không thế? Vâng. Theo tôi thì khả năng thị trường sẽ chốt lời khi mà vượt qua mốc 600 điểm. Cái lượng cung lớn thì khi đó trong cái bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại thì cái việc thị trường lùi lại cũng là điều dễ hiểu. Cái xu hướng này là theo tôi là nó cũng là bình thường. Tuy nhiên hiện tại theo tôi đánh giá thì cái xu hướng tăng của VN-Index vẫn chưa bị phá vỡ. Cho nên cái sự điều chỉnh này cũng là mang tính kỹ thuật, cho nên là không phải đáng lo ngại lắm. Như vậy thì cái khả năng mà thủng mốc 600 điểm trong những phiên sắp tới là không cao đúng không ạ? Hiện tại thì cái vùng hỗ trợ mà gần nhất của VN-Index là vùng 590-600 điểm. Thì cũng có thể khả năng thì chỉ số có thể sẽ có sự dao động, có thể sẽ xuyên qua vùng 600 điểm, nhưng cũng sau đó thì có thể sẽ vượt qua lại nhanh chóng. Vâng. Thì cái việc xuyên thủng 600 thì cũng có thể, nhưng mà theo tôi thì nó không phải là cái việc báo hiệu cho một cái đợt giảm mạnh của thị trường, cho nên là không đáng lo ngại. Vâng, và tôi có nhận thấy là một số cổ phiếu mang tính đầu cơ như là FLC hay là FIT chẳng hạn thì cũng khá thu hút dòng tiền. Như vậy thì liệu cái việc mà chuyển dịch dòng tiền sang cái nhóm cổ phiếu đầu cơ như thế này thì có làm cho giảm cái sức hút của cái nhóm blue chips không thưa anh? Vâng, thì rõ ràng là cái dòng tiền nó đi thì thường nó sẽ hướng tới những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường trước, sau đó thì sẽ có sự chuyển hướng sang những cái nhóm cổ phiếu mà chưa có sự tăng giá. Thì khi mà hiện tại thì rõ ràng là khi nhóm blue chip giá đã đạt kỳ vọng của nhà đầu tư thì cái diễn biến chốt lời nó sẽ xảy ra ở nhóm cổ phiếu blue chip, và khi đã chốt lời thì dòng tiền sẽ chuyển qua những cái cổ phiếu nào mà chưa có sự tăng giá và có cái tiềm năng và cũng như là kỳ vọng tăng giá trong thời gian tới, thì nhà đầu tư sẽ chuyển hướng sang. Thì cái đó là cái quy luật của thị trường. Thì rõ ràng thì khi mà chuyển qua cái nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ đi thì nhóm cổ phiếu blue chip thì nó sẽ giảm cái dòng tiền, thì khi đó là giá nó sẽ không có sự đột biến, thì cái đó thì cũng là cái điều bình thường. Và rõ ràng là dòng tiền luôn luôn tìm kiếm cái cơ hội để mà sinh lời. Thì tuy nhiên cũng lưu ý là cái việc dòng tiền chuyển sang cũng là có sự lựa chọn ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Rõ ràng như FLC hay FIT, đây là những hai cổ phiếu mà vừa rồi đã có sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3, cũng như là doanh nghiệp công bố những cái thông tin tích cực, thì dòng tiền ngay lập tức chuyển hướng. Thì đây là cho thấy là cái sự quan tâm của nhà đầu tư cũng tập trung chủ yếu vào cái lợi nhuận cũng như là cái kỳ vọng của doanh nghiệp nhiều hơn là cái sự đầu cơ bình thường. Rõ ràng là chúng ta thấy là cái dòng tiền chuyển qua, nhưng mà cũng là chỉ một vài cổ phiếu mà có cái thông tin tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng ông Bùi Phước Hội là trưởng phòng phân tích và đầu tư công ty chứng khoán ORS xung quanh diễn biến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin FBNC ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sau khi luật dược sửa đổi được thông qua, người dân sẽ được tiếp cận với nhiều loại thuốc mới với chất lượng được đảm bảo. Hoạt động khám chữa bệnh cũng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn để đề phòng tình trạng kháng thuốc, lạm dụng thuốc. Ngoài ra, thuốc đông y sẽ được khuyến khích sử dụng để phát triển thuốc nội. Châu Phi được xác định là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay trong làm ăn với thị trường này, doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn do khoảng cách địa lý, khó khăn về ngôn ngữ và các trở ngại trong khâu thanh toán. Bên cạnh đó, tình trạng các doanh nghiệp bị lừa đảo khi làm ăn với thị trường này vẫn xảy ra, dù Bộ đã tăng cường cảnh báo. Liên tiếp trong các năm qua, Việt Nam đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng lớn, nhưng các doanh nghiệp vẫn còn chưa quan tâm thích đáng đến vấn đề an ninh thông tin. Việc phối hợp ứng phó giữa các tổ chức, đơn vị lại trở nên cập rập, lúng túng. Đó là lý do mà việc tổ chức các đợt diễn tập chống tấn công mạng cũng đang cần thiết không kém gì người lính rèn luyện trên thao trường.
Bộ trưởng Bộ Du lịch Ai Cập vừa phát đi lời kêu gọi các chuyến bay từ Anh hoặc Nga hãy quay trở lại Ai Cập sau khi một chiếc máy bay của Nga gặp tai nạn tại Ai Cập vì khủng bố. Cũng vì tai nạn đó mà chính phủ Anh và Nga đã tạm dừng các chuyến bay đến Ai Cập, gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch nước này. Chiến dịch có tên gọi Leave.eu vừa được phát động tại Anh nhằm thuyết phục chính phủ nước này theo đuổi ý định rời khỏi Liên minh châu Âu-EU. Một trong những nguyên nhân chính là do một số người dân Anh bất đồng quan điểm di cư với các nước thành viên EU. Trong khảo sát trước đó, khoảng 50% người dân Anh muốn nước này rời khỏi EU. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin FBNC của chúng tôi ngày hôm nay. Đây Phiến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.